Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đến với Cà phê Sài Gòn sáng nay. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa yêu cầu bắt đầu từ năm học này, các trường đại học cao đẳng công khai thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp để làm cơ sở điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh và cơ cấu đào tạo. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa gửi văn bản đến các trường đại học, cao đẳng và học viện yêu cầu các trường báo cáo và công bố thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, khu vực làm việc của sinh viên, đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm. Mục đích nhằm cung cấp thông tin về khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên, từ đó điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh và cơ cấu ngành đào tạo sao cho phù hợp. Báo cáo phải được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2017. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh Xã hội công bố số liệu cho thấy nhóm lao động có số người thất nghiệp nhiều nhất thuộc những người có trình độ đại học trở lên với gần 200.000 người, sau đó đến nhóm cao đẳng chuyên nghiệp với gần 95.000 người. Hôm qua 5 tháng 10, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam chính thức có hiệu lực. Kể từ hôm nay, nhiều mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang liên minh này, trong đó có thị trường lớn nhất là Nga, sẽ được hưởng mức thuế suất 0%. Sau nhiều vòng đàm phán, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Theo Hiệp định, các mặt hàng của Việt Nam như là thủy sản, da dày và một số nhóm hàng dệt may khi xuất khẩu sang Liên minh Kinh tế Á-Âu, trong đó có Nga, sẽ được hưởng thuế suất 0%. Ngược lại, mặt hàng ô tô của Nga, nước đóng vai trò quan trọng trong Liên minh, khi xuất sang Việt Nam cũng được hưởng mức thuế suất 0% theo hạn ngạch. Ngoài ra, Việt Nam còn cấp hạn ngạch cho phép các liên doanh được nhập khẩu 13.500 linh kiện xe ô tô về Việt Nam với thuế suất là 0% trong 5 năm. Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam hiện là thỏa thuận quốc tế đầu tiên và duy nhất về các điều kiện thương mại ưu tiên được Liên minh Á-Âu ký kết với một bên thứ ba. Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công văn rút nguyên liệu Salbutamol trong 9 loại thuốc của các công ty dược trong nước ra khỏi danh mục nguyên liệu hoặc chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu có giấy phép nhập khẩu đã được công bố trước đây. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã thông báo việc rút nguyên liệu Salbutamol trong 9 loại thuốc của 7 công ty dược ra khỏi danh mục hoạt chất được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép kể từ ngày 3 tháng 10 năm 2016. Quyết định này của Bộ Y tế sẽ giúp kiểm soát việc nhập khẩu, sử dụng Salbutamol, tránh tình trạng sử dụng tràn lan như trước đây. Salbutamol là hoạt chất được dùng để điều chế thuốc trị bệnh hô hấp trong ngành y tế. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Salbutamol đã được sử dụng trái phép để làm thuốc tăng trọng cho heo, gây nhiều bức xúc trong dư luận. Đồng bằng sông Cửu Long đang vào vụ mùa thu hoạch mía đường. Các thương lái nhà máy đường đang ráo riết săn mua nguyên liệu với giá cao, đẩy giá mía tại miền Tây lên mức cao nhất trong 5 năm qua. Giá mía nguyên liệu bán tại ruộng ở các tỉnh miền Tây dao động trung bình quanh mức 1,1 đến 1,3 triệu đồng một tấn. Với giá bán này, nông dân có thể lãi trung bình 50 đến 60 triệu đồng một hecta. Các chuyên gia cho rằng giá mía nguyên liệu tăng là do giá đường tăng 2.000 đồng so với năm trước. Năm nay, nông dân miền Tây cũng không phải chạy lũ, ồ ạt bán mía nên giúp giá mía bình ổn và có xu hướng tăng. Hiện, diện tích vùng mía tại miền Tây đang bị thu hẹp cũng là nguyên nhân khiến giá mía tăng. Niên vụ 2015-2016, toàn vùng còn gần 42.000 hecta mía, giảm 6.000 hecta so với vụ trước. Thưa quý vị, ngành nông nghiệp công nghệ cao đang rất cần nguồn nhân lực có chất lượng. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, hiện lực lượng lao động trong ngành này đang bị thiếu hụt. Ở những địa phương có ngành nông nghiệp công nghệ cao phát triển như thành phố Hồ Chí Minh, việc thiếu hụt nhân sự sẽ gây ra những cản trở nhất định trong xu thế hợp tác và phát triển. Vậy đâu là nguyên nhân của việc thiếu hụt này và các đơn vị hoạt động lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao cần những giải pháp gì để thu hút lượng lao động có chất lượng? Để làm rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi mới đây của phóng viên FBNC với Thạc sĩ Từ Minh Thiện, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của FBNC. Thưa ông, theo đánh giá của các chuyên gia, hiện tại nguồn nhân lực phục vụ cho ngành nông nghiệp công nghệ cao của nước ta hiện tại đang rất thiếu. Vậy thì với tư cách là một đơn vị quản lý ngành nông nghiệp công nghệ cao của thành phố, ông đánh giá như thế nào về tình hình nhân sự phục vụ cho ngành nông nghiệp công nghệ cao của thành phố chúng ta? Cái nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đó là vấn đề cũng khá nhức đầu và có thể đánh giá là chúng ta thiếu và yếu. Thiếu là chỗ là hiện nay cái số lượng mà người có thể hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao nó không có đông. Từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể nha, của những doanh nghiệp và những nhà đầu tư ở đây á, nó có thiếu. Dĩ nhiên là thừa lao động phổ thông mình nhiều, nhưng mà cái nhân sự mà chất lượng cao và có trình độ kỹ thuật cao có thể
ứng dụng và nắm bắt được cái công nghệ nước ngoài để ứng dụng vào việc Việt Nam thì vẫn còn ít. Thưa ông, đâu là những cái khó khăn mà các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao gặp phải khi thu hút nguồn nhân tài ạ? Những cái đơn vị mà đầu tư trong nông nghiệp họ thiếu một số cái lĩnh vực mà kiếm không ra người. Thí dụ như quản lý trang trại. Cái người mà quản lý trang trại hiện nay là không có. Người quản lý trang trại có thể tổ chức sản xuất và có thể vận hành nguyên một cái trang trại hoặc nhiều trang trại với nhau. Thì hôm nay chúng ta chưa có những cái đào tạo của đó. Mà chúng ta có những cái đào tạo về mặt kỹ thuật hoặc đào tạo thiên về mặt kinh tế. Nhưng cái người để quản lý cái trang trại đó, thì nó không có. Hoặc là thí dụ như là có những kỹ năng cụ thể trong cái việc mà phân phối nông sản hoặc là thương mại hóa nông sản hoặc là thương mại hóa những cái sáng kiến, những ý tưởng ở trong lĩnh vực nông nghiệp, nó cũng còn một số cái khó khăn. Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đang là một trong địa phương tập trung đông nhất các trường đại học và cao đẳng của cả nước. Vậy thì nguyên nhân tại sao mà khi chúng ta có nguồn nhân lực được đào tạo một cách bài bản mà ngành nông nghiệp công nghệ cao lại không thu hút được họ về để làm việc và cống hiến ạ? Số lượng mà người mà có thể hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao nó không có đông. Không đông bởi lý thứ nhất, cái điều kiện mà làm việc á, nó cũng không có phải là rất là có đầy đủ tiện nghi thoải mái. Mà làm việc nông nghiệp anh phải tiếp xúc với ngoài đồng ruộng, anh phải thực tế lặn xả với lại thực tế và nói chung là anh phải có sự dấn thân. Đấy, và thứ hai nữa là cái thu nhập nó cũng không có cao như một số ngành khác. Hoặc là có thể là chúng ta sẽ thấy cái vấn đề này, anh em làm việc ở trong đó thì cái điều kiện để mà các chi phí cơ hội cho người đó nó cao. Ví dụ như muốn làm ở đây thì một ngày để đón xe lên đây mất 1 tiếng rưỡi. Mà đi về thì ta mất 3 tiếng. 3 tiếng và làm việc ở đây 8 tiếng nữa thì coi như mất 11 tiếng. Thì cái thời gian để mà học, để học thêm, thời gian để làm thêm, thời gian để có những cái thư giãn này nọ, nó sẽ bị hạn chế. Và chính chi phí cơ hội nó làm một số người ngần ngại trong cái việc mà nhảy vào lĩnh vực nông nghiệp. Chính vì đó nên cái vấn đề thu hút cái nguồn nhân lực vẫn đang là vấn đề khó chúng tôi. Ông có những gợi ý gì về chính sách và những cái cơ chế mà nhà nước cũng như là các doanh nghiệp chúng ta nên vận dụng để thu hút đông đảo phục vụ cho ngành nông nghiệp công nghệ cao đang có xu hướng phát triển ở nước ta trong những năm gần đây? Là nếu mà chúng ta sẽ ứng dụng rất tốt vào những cái công nghệ hiện nay sẽ rút ngắn được cái khoảng cách đó và sẽ làm cho cái người tham gia trong lĩnh vực nông nghiệp nghề cao người ta cảm thấy thích thú hơn và người ta có nhiều thời gian hơn để có tiết kiệm được nhiều thời gian trong cái việc mà gọi là theo dõi, kiểm soát hoặc là vận hành trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thì nó sẽ giúp cho người ta thu hút người ta vào trong lĩnh vực nông nghiệp nhiều hơn. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Ra đời từ năm 2014, Vietnam HR Award là giải thưởng đầu tiên nhằm khích lệ nâng tầm chuyên nghiệp lĩnh vực quản trị nhân sự tại Việt Nam. Theo đó, buổi lễ trao giải còn chính là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam chia sẻ những chiến lược nhân sự hiệu quả nhất, đặc biệt là trong bối cảnh hàng loạt các hiệp định thương mại tự do đang mở ra cơ hội lẫn thách thức cho kinh tế Việt Nam. Trong đó, cùng với Indonesia và Philippines, các doanh nghiệp tại Việt Nam ý thức được tầm quan trọng của bộ máy nhân sự nếu muốn phát huy được tối đa tiềm năng và sức cạnh tranh trong khu vực. Trong đó, đa phần các doanh nghiệp cho biết, điều cốt lõi chính là việc tạo mọi điều kiện tốt nhất để người lao động tự phát triển bản thân. Và tuyệt nhiên, chưa hẳn cứ trả cho họ mức lương cao nhất là đã có thể nếu giữ họ gắn bó dài lâu nhất cùng doanh nghiệp. Nếu mà trả lương cao chưa phải rằng là sẽ giữ được người. Nhưng mà cái môi trường công việc, cái môi trường làm việc, rồi cái cách, những cái chính sách, những cái policy, chính sách đối với người lao động, làm sao người ta cảm thấy người ta được là có ngoài tiền lương người ta có những sự chăm sóc. Đồng tình với quan điểm này, một trong những doanh nghiệp nước ngoài đang rất thành công trong việc phát triển nhân sự tại Việt Nam, tập đoàn BAT khẳng định, một doanh nghiệp muốn thành công thì nhân sự phải được xem là tài sản quý giá nhất. Con người là tài sản quan trọng nhất đối với chúng tôi. BAT Việt Nam rất vinh dự khi được nhận giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc nhất từ Vietnam HR Award 2016. Tại BAT Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc mà mọi nhân viên đều thể hiện sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau đạt được những kết quả xuất sắc, đồng thời cũng tìm thấy niềm vui trong công việc.
Đây cũng là lần đầu tiên BAT vinh dự nhận được giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc nhất trong hạng mục hoạch định và tìm kiếm nguồn nhân lực từ Vietnam HR Awards 2016. Ngoài ra, Vietnam HR Awards năm nay cũng trao giải thưởng ở một số hạng mục khác như doanh nghiệp có môi trường làm việc, chính sách lương thưởng, phúc lợi tốt nhất, v.v. Trong phần tiếp theo của Cà phê Sài Gòn sáng nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục cập nhật những tin tức nổi bật của thế giới. Nhà sáng lập WikiLeaks cho biết sẽ tiết lộ tài liệu liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ. Google chính thức ra mắt bộ đôi điện thoại Pixel cạnh tranh trực tiếp với Apple và Samsung.